Nếu bạn đi ra ngoài lâu, mèo có nhớ bạn không? Trong khái niệm của mèo, chúng không hiểu được đi làm là gì, hay tan làm là gì. Chỉ cần bạn ra khỏi nhà, chúng sẽ nghĩ bạn đi săn mồi. Hành vi này là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài và là ký ức di truyền đã khắc sâu vào xương tủy. Điều chúng có thể làm là lặng lẽ chờ đợi ở nhà, chờ bạn săn mồi trở về. Nhưng trong khái niệm của chúng, tỷ lệ săn mồi thành công của bạn rất thấp, và nếu săn mồi thất bại thì có nghĩa là chết. Mỗi khi bạn về nhà, mèo sẽ kêu meo meo với bạn. Hành vi này không phải để chào đón bạn, mà có nghĩa là bạn đã về rồi à? Thật tuyệt, bạn chưa chết. Nếu bạn mang về đồ ăn ngon cho nó, thì ngày hôm đó với nó, bạn đã săn mồi thành công, bạn thật giỏi. Nếu bạn không mang về đồ ăn ngon, nó cũng sẽ không trách bạn, và chỉ cảm thấy rằng bạn còn sống trở về đã là may mắn lắm rồi. Giả sử bạn ra ngoài cả ngày không về, mèo sẽ nghĩ bạn đã săn mồi thất bại. Và nếu thời gian quá lâu, chúng sẽ bắt đầu hoảng sợ, nghĩ rằng bạn đã bị loài khác ăn thịt. Nếu lúc đó bạn đột nhiên về nhà, chúng sẽ vui mừng chạy đến đón bạn. Và đúng điệu, dễ thương kêu meo meo. Nhưng điều này không phải vì nhớ bạn, mà vì chúng mừng rỡ vì bạn còn sống. Vì vậy hãy đối xử tốt với con vật nhỏ bé luôn đợi bạn về mỗi ngày. Dù sao thì mèo con có ý xấu gì được chứ. Thôi, video này đến đây thôi. Tôi là nhà bác học thú cưng. Hẹn gặp lại trong video sau.